Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Nói cho cùng vẫn là động vật có máy có thịt. Mặc dù là có năng lực cổ quái hiếm có, năng lực hồi phục mạnh hơn một chút so với động vật bình thường, nhưng chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Ha 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 ha. Nếu như đã có cách trị ngươi, ăn nhiều người như vậy, không thể nào để ngươi tùy ý chết đi được. Vì để đề phòng, cắm thêm vài thương, à không, mấy chục thương chứ. Giá trị sợ hãi của tướng Liễu cộng 1854. Cường Thế đứng xem. Ừm, cắm thành như vậy, có lẽ là được rồi. Ha, tên ngốc này. Trị xong đều thèm chảy nước miếng. Quái vật có 102 này, cũng có ngày hôm nay. Hừ, ta đã nói các ngươi đang sợ cái gì. Vẫn không bằng ta. Các ngươi hãy nhìn quái vật này đi, nó đi rồi. Đại Lôi biết biểu hiện trận chiến này của mình, nhất định sẽ khen mình cho coi. Hi hi, dị thú lục, chiến tích của Nhiếp Ẩn Nương, chém đầu một. Các huynh đệ, để ta đến giúp các ngươi. Khai pháo, khai pháo. Vung vẫy bảy cổ, chặn lại công kích của hỏa pháo. Nơi oanh kích đều là máu và thịt bị mũi tên khảm vào. Đồng thời đem đến thương thế cho tướng Liễu, cũng để cho nó thoát khỏi càng nhiều ràng buộc hơn. Từ trước đến nay không có bị thương nặng như vậy, sức mạnh cất trữ trong cơ thể đã tiêu hao hơn một nửa rồi, nhưng ưu thế vẫn nằm ở phía ta. Mặc dù sức mạnh hấp thu trên người họ đã biến nhỏ đi. Nhưng không sao. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đám lưu dân đó vẫn đang còn sợ hãi, không ngừng cung cấp sức mạnh cho ta. Trong trận chiến tiêu hao này, ta chẳng khác gì nằm ở thế thượng phong. Báo, càng lúc càng nhiều dây thừng rơi ra rồi. Cẩn thận, nó đang còn muốn thoát ra. Quái vật này đã càng lúc càng thông minh hơn rồi. Nó đang còn lợi dụng hỏa pháo nổ để thoát ra khỏi khống chế của mũi tên. Báo, lòng pháo liên tục xạ kích trong nửa khắc rồi, hai lần quá nóng, tiếp tục bắn ra sẽ có nguy hiểm đến lòng súng. Dừng xạ kích, dọn dẹp lòng súng. Đội sáng nỏ, còn có cung tên nữa không? Gia cố khống chế. Đội sáng nỏ ở phía nam còn có cung tên dư thừa, mau chuẩn bị đi. Phía nam, lên dây. Cẩn thận. Còn muốn dùng thứ này để nhốt ta nữa sao? Muốn tìm chết. Ha 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 ha. Đã có thể đánh được bọn họ rồi. Phía nam thất thủ, hai đội sàng nỏ toàn bộ đã bị tiêu diệt. Binh chữa trị nhanh đến đây, xuất hiện thương vong. Duy trì sĩ khí. Trọng giáp thuẫn binh thu lại phòng tuyến, liệt trận phòng ngự, bảo vệ sáng nỏ và hỏa pháo. Những tướng lĩnh khác cùng ta toàn lực đem đầu trên vách núi giải quyết hết. Giết! Càng nguy cấp thì càng phải bình tĩnh. Cho dù là Đại Lôi không ở đây, mình cũng có thể đảm đương một mặt. Khoa nó lại. Éo. Các huynh đệ, nổ cho ta. Nổ đến cả mẹ của nó cũng không nhận ra.
Chiến tích chém đầu của đội Hỷ Tự, một đầu. Tới rồi. Trọng giáp thuẫn binh tiến lên phía trước, xây dựng thành La Mã phòng ngự thương thuẫn trận. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.